Ký tự hội thảo đầu mơ ngày 19 tháng 4 năm 2022 tại công trường khai quật vòng thành đá trắng. Mới đây tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo Di tích vòng thành đá trắng. Tại hội thảo, đại diện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam xác định di tích vòng thành đá trắng tại ấp Gò Cát, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có diện tích hơn 10 hecta. Với vòng hào hình chữ nhật bao bọc xung quanh vòng tường thành xây bằng đá ong, có chiều rộng mỗi cạnh khoảng 210m. Đây là di tích thành cổ được xây dựng hoàn chỉnh, quy củ với hệ thống các hạng mục công trình thống nhất chặt chẽ với nhau, thuộc văn hóa Champa miền Trung Việt Nam. Từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Trung tâm Khảo cổ học Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ và Bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiến hành khai quật di tích này. Quá trình khai quật, các nhà khảo cổ bước đầu thu thập được hơn 200.000 hiện vật là mảnh vỡ gốm khác nhau thuộc giai đoạn văn hóa từ thời tiền sử đến thời kỳ Chân Lạp và Champa. Hiện 180 hiện vật bằng gốm sứ quý hiếm đã được khôi phục. Đây là một cái di tích rất là quan trọng bởi vì nó là một cái thành cổ mà còn tồn tại cho đến ngày nay. Sau khi khai quật thì chúng ta đã hiểu hơn về cái quy mô, về cấu trúc của di tích này cũng như những cái hiện vật nó phản ánh những cái đặc điểm về văn hóa và những cái giao lưu trao đổi thương mại thời cổ đại. Trên cơ sở các di vật được khai quật tại di tích vòng thành đá trắng, các nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ học, lẫn ngành chức năng đã thảo luận về giá trị lịch sử văn hóa, các giải pháp quản lý, phát huy giá trị di tích vòng thành đá trắng. Có thể nói là một cái thành rất sớm ở trong khu vực này, thế nhưng mà nó lại có những cái nét là quan hệ và gần gũi và phản ánh nhiều cái đặc trưng của Champa. Cho nên là cái điều đó là nó sẽ góp phần cho mình nhìn nhận cái lịch sử Champa, cái lịch sử của cái khu vực này trong khoảng tức là thế kỷ 15, 16 và thậm chí là thế kỷ thứ 17. Thì cái trước mắt làm thế nào bảo vệ được di tích, bảo vệ được di vật. Thì đấy, tất cả thấy là các cái nhiệm vụ chuyên môn đã làm, tóm lại là một cái di tích có giá trị rất lớn. Về xếp hạng di tích thì hiện nay thì Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chấp nhận chủ trương cho Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành các cái thủ tục để mà đề nghị xếp hạng di tích theo quy định. Sau khi mà xếp hạng di tích thì trên cơ sở đó thì chúng tôi có cái căn cứ pháp lý để mà các cái phương án, các cái giải pháp để bảo tồn di tích trong cái thời gian tiếp theo. Căn cứ vào tình hình thực tế hiện nay của di tích vòng thành đá trắng, trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị và giải pháp tại hội thảo, ban tổ chức sẽ xây dựng báo cáo hoàn chỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phục vụ kịp thời công tác hoạch định, thực hiện chủ trương chính sách phát triển văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử.